Dạ vâng, hiện tại thì em đang đứng chỗ ngã tư đường 2 tháng 4 di chuyển qua Quang Trung và đường Thống Nhất. Thì vị trí đây thì rất là sầm uất luôn. Hôm nay em sẽ review một căn nhà gửi đến cho quý cô chú anh chị, là nó cách đây thì khoảng độ thì chưa tới 1 km, nó nằm ở hướng dưới đường Phan Bội Châu dưới kia, nhánh nhỏ của Phan Bội Châu. Thì em sẽ đứng đây tổng quan cái khu vực đây cho quý cô chú anh chị cùng xem nó sầm uất như thế nào ha. Dạ vâng, quý cô chú anh chị chưa đăng ký kênh á, thì đừng quên đăng ký kênh ủng hộ em Thế nhé. Em Thế xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị rất nhiều ạ. Thì nói chung thì đường xá xe cộ đi lại liên tục nên là nó khá ồn, quý cô chú anh chị thông cảm cho em nhé. Phía bên này là tượng đài chiến thắng à, nó nằm chính giữa cái con đường 2 tháng 4. Vị trí rất là đẹp luôn. Sát bên chỗ đây thì có trung tâm văn hóa điện ảnh của thành phố Nha Trang ở bên cạnh chỗ này. Sát bên ở trước thì có cho thuê mặt bằng bán bánh trung thu của Yến Xào. Nhắc tới Khánh Hòa thì quý cô chú anh chị biết đến là tháp Trầm Hương, Yến Xào và các cái đặc sản khác. Hướng đường đi ra này là đi ra phía khu phía Bắc. Đường này là đường 2 tháng 4 nha quý cô chú anh chị. Địa điểm này là điểm cuối, di chuyển ra bên kia là phía Bắc, đi ra khu Tháp Bà, Hòn Chồng, vân vân. Kết nối qua bên kia là đường Quang Trung. Quang Trung thì di chuyển đi vô phía chỗ kia thì một tí xíu là có bệnh viện tỉnh. Cách đây thì khoảng độ thì hơn 200m thôi. Còn hướng đi xuống là đi xuống đường Phan Bội Châu. Phan Bội Châu di chuyển đi xuống biển. Còn hướng đi lên là đường Thống Nhất. Thống Nhất đi lên đường 23 tháng 10. Đi lên phía ga ở trên kia, ga cách đây thì cũng chỉ 300m thôi. Đi lên các cái khu vực xã phía tây của Nha Trang như là Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trung, đi lên Diên Khánh, đi lên quốc lộ. Bây giờ thì em sẽ vòng vòng các cái khu vực đây cho quý cô chú anh chị cùng xem, trải nghiệm và thấy cái mức độ sầm uất như thế nào ha. Em sẽ vòng qua hướng bên này, di chuyển đi xuống phía dưới chợ Đầm bên kia. Em sẽ di chuyển qua phía căn nhà cho quý cô chú anh chị cùng xem ạ. Thank you.
Dạ vâng, vừa rồi là em đi vòng vòng xung quanh cái khu vực mà gần chợ Đầm, cái khu vực đi qua trường học, đi qua các cái khu vực kinh doanh buôn bán sầm uất. Thì hiện tại thì em đang tọa lạc trên cái con đường Phan Đình Phùng, rẽ qua cái chỗ khúc Phan Bội Châu đi qua Phan Đình Phùng, phía trước kia là giao nhau với đường Lý Thường Kiệt. Phía trước này là tổ dân phố văn hóa Duy Hà 1 của phường Xuân Hưng nha quý cô chú anh chị. Thì chính xác là hôm nay em sẽ review gửi đến cho quý cô chú anh chị một cái căn nhà thuộc phường Xuân Hưng. Nói chung là nó cách đây chỉ vài bước chân thôi. Xung quanh đây thì nhà cao tầng, khách sạn mini, khách sạn lớn cũng khá là nhiều. Ở phía bên kia thì là trường trung học cơ sở Dịch Sinh. Vọng vọng tiếng đó thì họ đang chuẩn bị các cái chương trình để ngày mai là khai giảng năm học mới, ngày 5 tháng 9 ngày mai. Còn bên này là tòa án nhân dân nè, sát bên là tòa án nhân dân. Nói chung là cái khu vực này là một cái khu vực rất là sầm uất luôn. Phía trước đó là đường Phan Bội Châu, hướng lên là hướng lên đường 2 tháng 4 phía trên kia, và hướng xuống là đi xuống biển. Thì từ cái vị trí đây đi xuống biển thì tầm hơn 400 mét thôi nha quý cô chú anh chị. Và cũng từ vị trí này di chuyển đi lên phía chỗ sân vận động ở trên kia thì cũng tầm hơn 400 mét thôi. Sân vận động 19 tháng 8 của thành phố Nha Trang, sân vận động lớn nhất và cũng có lịch sử lâu đời. Và cũng từ cái vị trí đây di chuyển đi qua bệnh viện tỉnh Đa Khoa thì tầm vài trăm mét thôi, cũng khá gần gần. Đi vòng vòng thì đâu đó thì chắc cũng chưa tới 1 km. Di chuyển lên ga Nha Trang á, thì tầm một cây số rưỡi không tới. Nói chung là đi vòng vòng thì tầm một cây số rưỡi, và đi nhanh không tới nha cô chú anh chị. Phía bên này là có khách sạn Bơ, là Nha Trang Bơ đó, chỗ đó đầu đường. Khu vực này thì đường này rất là rộng, mình có thể đậu ô tô nha quý cô chú anh chị. Cái con đường này thì như em nói thì có thể là để ô tô ven đây, nên là quý cô chú anh chị mà đi du lịch đó, có ô tô thì mình check in ở vị trí đây thì quá tuyệt, có vị trí để ô tô. Như phía bên này nè, có một gia đình đi du lịch nè, giờ chuẩn bị họ check out nè. Đó, vali, đồ đạc. Cái căn nhà hôm nay em review thì nó nằm cách đây chỉ vài bước chân thôi. Căn nhà thì với tổng diện tích đó là gần 120m2. Và đặc biệt là mặt tiền là gần 7m5. Hướng là hướng đông nam mát mẻ nha quý cô chú anh chị. Rất là tuyệt vời luôn. Cách đây chỉ vài bước chân thôi. Vì lý do khách quan, gia chủ thì họ không muốn quay trực tiếp căn nhà của họ. Tại em thấy cái vị trí này nó quá tuyệt vời, phù hợp cho quý cô chú anh chị có thể sở hữu để đầu tư. An cư lạc nghiệp thì khỏi phải nói. Cái vị trí này thì gần biển nên là sở hữu để ở đây an cư dưỡng già, đặc biệt là dành cho quý cô chú lớn tuổi dưỡng già ở đây thì quá là tuyệt vời. Đi ra biển chỉ chưa tới 500 mét thì quá là gần luôn. Gần biển thì quý cô chú đi tắm biển thì khỏi phải đỡ vất vả. Và đặc biệt là sát bên chợ Đầm luôn. Nói chung cách chợ Đầm thì chưa tới 100 mét. Vòng vòng thì có thể là hơn 100 mét một xíu. Phía trước kia thì cũng có một cái tòa khách sạn rất là cao luôn. Ở phía dưới thì chỗ nãy em di chuyển qua thì có khách sạn Bavico. Nói chung là ở xung quanh đây thì trường học các cấp rất là nhiều luôn. Nói chung là cũng rất là phù hợp để cho cô chú, anh chị có con cháu học và đi học các khối di chuyển đi lại thì rất là gần, nên là vấn đề đưa đón con cháu đi học thì cũng quá là tiện lợi luôn.
gần chợ, gần trường học, gần tòa án, gần biển, vân vân, thì một cái vị trí quá là tuyệt vời. Nói chung cái vị trí đó cũng có thể kinh doanh buôn bán, nhưng mà nó hạn chế là không có đa ngành nghề được. Nó phù hợp một số ngành nghề thì tùy vào cái nhu cầu của quý cô chú anh chị. Đặc biệt là vị trí đó thì xây căn hộ hoặc là khách sạn cho thuê thì trên cả tuyệt vời luôn. Thì xung quanh đây thì quý cô chú anh chị cũng biết rồi đó, thì có khá là nhiều khách sạn. Em mô tả thêm về cái căn nhà đó thì thiết kế là một trệt, một lầu, có sân để ô tô luôn, ở trong nhà luôn. Phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, 3 phòng ngủ, 2 toilet. Nói chung là căn nhà thì còn rất là phù hợp để ở. Nếu mà quý cô chú anh chị muốn xây căn hộ khách sạn thì mình đập, mình xây ha. Giá thì 13 tỷ 800 triệu. Giá này thì còn thương lượng thêm cho quý cô chú anh chị. Dạ vâng, em xin nhắc lại thì căn nhà đó thì rất là phù hợp để cho quý cô chú anh chị sở hữu, để đầu tư hoặc là an cư, xây căn hộ khách sạn. Em xin nhắc lại thông tin thì với tổng diện tích là gần 120m², giá 13 tỷ 800 triệu. Còn thương lượng cho quý cô chú anh chị thiện chí. Dạ vâng, sau khi xem qua video, nếu mà quý cô chú anh chị thấy phù hợp thì alo cho em với số điện thoại là 0356 004 325 nhé.